Cơ sở đồ gỗ Tú Cám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 8 tháng 1 năm 2021 để chúng tôi có bàn giao cho gia đình nhà anh Quân anh nhỉ? Anh Quân nhỉ? Vâng, anh Quân ở tại xã Quảng Yên, Thanh Ba, Phú Thọ. Một bộ bàn ghế Âu Á Hồ, chất liệu gỗ hương đá. Hôm trước anh đã về ký duyệt cái phần mộc ở tại xưởng rồi. Hôm nay chúng tôi có hoàn thiện nhưng là bàn giao cho anh, quay lại một video clip làm kỷ niệm với anh và gia đình cũng như là giới thiệu qua cho các bác quan tâm. Đây, hình ảnh của bộ ghế Âu Á Hộ đây. Thì bộ sản phẩm này anh đặt chúng tôi là hàng thợ, hàng dày dặn, hàng dày dặn, hàng phổ thông. Toàn bộ phần khuôn ghế là dày là 4 phân, ván dày 2 phân, rất là dày. Còn hàng phổ thông thì chỉ dày hơn 1 phân các bác nhé. Đó, thì hàng thì cũng là anh thửa là trơn, vách nhà yếm trơn, chọn vân gỗ rất là đẹp, mà không đổ quách, như trường ấy, trường cuốn và trường liền. Đây là bộ Âu Á Hộp, chất liệu của hương đá, hàng trơn, đẹp. Đây, hình ảnh hai chiếc ghế nhỏ đây, quý vị này. Hai chiếc ghế nhỏ này, một bàn này, một đôn đầu bàn như là đôn ngồi, đoạn dài 2m2 để mọi người nhé. Đây là hình ảnh anh Quân chủ nhà này. Thì em xin anh luôn cái ý kiến, không biết là anh biết xưởng, vâng, anh biết xưởng ok đấy. Về mẫu mã này cũng như là cái gỗ hôm trước anh đã xem mọc rồi. Vâng. Anh có sẵn xem sửa lên xem rồi. Xong rồi mình sơn rồi. Vâng. Thì là anh hài lòng cũng như là ưng ý rồi. Ok. Anh thấy cái này là ok. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Vâng. Ok mọi người nhé, mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở thì có địa chỉ tại Văn Cúc này, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 5086. Và hiện tại thì chúng tôi đang bàn giao gia đình nhà anh Quân tại Quảng Yên, Thanh Ba. Hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2021 nhé. Xin chào mọi người.